Đây. Này là chiếc chép. Tôi quay đến lại từ đầu. Tôi ngẩn ngơ một hồi, ông nói bộ không biết sao tôi nói. Đừng ngẩn ngơ phải không? Anh vợ chị vợ đó. Tôi suy nghĩ luôn. Tôi nhớ là ngoài người con 10 phút lúc thu cái. Nó nói con ông mới nhắc gì? Nói nhỏ đó bạn vợ thằng Lâm. Mà mới đây mất cái nữa.